ai bảo rằng chúng tôi là người già. Xin trả lời chúng tôi đâu có già, sau 72 đầu dù bao trăm, nhưng tinh thần ý chí vẫn hăng say. Sống mình tiếng chiêng kêu rộn ràng, thắm gần xa chúng tôi đã về đây. Trong vườn cây gió đưa thương hương say liền thầm và say sưa ước mơ. Chúng tôi đâu có già, sáu bảy mười mai đâu dù vắng trắng, nhưng tinh thần ý chí vẫn hăng say. Sống mình tiếng chim đều đồn đàng, sống không thể tâm trí tinh thần.